Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và khảo nghiệm giống Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức đánh giá kết quả mô hình chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học để xây dựng mô hình trồng ngô nếp lai ADI688 trên địa bàn tỉnh. Mô hình được triển khai với 31 hộ nông dân trên địa bàn xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện. Đây là giống ngô nếp lai do Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo. Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, đã cho kết quả sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với đất đai, điều kiện canh tác của địa phương, ít sâu bệnh hại, khả năng chống đổ tốt. Năng suất bắp tươi đạt hơn 16 tấn một hecta, cao hơn giống đối chứng ngô HN88 từ 0,5 đến 0,8 tấn trên một hecta. Tỷ lệ bắp loại 1 đạt từ 85 đến 88%, cao hơn giống đối chứng từ 2 đến 5%. Sau khi trừ chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động, thì các hộ nông dân tham gia mô hình thu lãi gần 90 triệu đồng một hecta, tương đương 3,8 triệu đồng một sào.